Xin được chào mừng các bác đã quay lại với kênh Thanh Lý Hàng của cửa hàng âm thanh Xuân Lục Đỏ. Thì ngày hôm nay cửa hàng bên em xin được giới thiệu cho các bác, đây là một đôi loa rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, loa Pororio, một dòng loa thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Thì đối với những dòng loa Pororio, các bác lưu ý cho em, những dòng loa đó sẽ sử dụng chung trên dây chuyền sản xuất của Marantz, và đây là một cái thương hiệu, một cái model cao cấp của hãng Marantz, cho nên là nó sẽ mang thương hiệu là Pororio. Thì do cái tem Pororio nó bị rơi thì bên em đã gắn tem vào bằng tạm bằng một cái tem Rayon nhìn khá là đẹp. Đấy, nhìn khá là cân đối luôn. Tất cả thùng vách của đôi loa này đang còn đẹp cho các bác, từng góc cạnh chưa sứt mẻ, em chưa hề vệ sinh gì luôn các bác nhá. Đang rất là bẩn. Đấy, đang trong kho luôn mà. Tất cả mọi thứ đang rất là đẹp. Thế thông tin phía sau em sẽ cho các bác đọc xem luôn. Đây, chúng ta cùng xem. Đó là KFP480MK2, trợ kháng 8 ohm, công suất maximum là 450W, số EMA, tất cả mọi thứ đang rất là đẹp. Một đồ phải nói là cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Từng cái chạm loa, từng cái thùng vách, các bác nhìn cho em. Từng cái thùng vách là nó chưa hề bị sứt mẻ một chút nào cả. Các bác lưu ý cho em, đây là những đôi loa dạng thùng loa 5, thùng dán, mà nó giữ được độ đẹp như thế này phải nói là rất là hiếm. Với những chiếc thùng của những dòng loa Pororio hay là những đôi tép đấy, hay là những cái bát, thực sự nó rất là đáng giá, nó rất là mắc tiền, nó không hề rẻ một chút nào các bác nha. Tất cả những dòng loa này, tép, bát đều sử dụng bát của Marantz luôn. Đấy, bát của Marantz luôn các bác nhá. Rất là nổi tiếng, bát Marantz này các bác đã biết rồi. Bát Marantz nó cho là tiếng bát phải nói là quá kinh khủng luôn. Tình trạng của đôi loa này vì nó như sau, em sẽ thông báo cho các bác biết luôn. Đôi loa này phân tần, tép, tất cả mọi thứ đang còn zin 100% cho các bác, đều là sử dụng đều tép Marantz hết. Bát thì đã làm lại. Đấy, bát đã làm lại các bác nhá. Do quá trình vận chuyển bị sô từ hay là bị kẹt côn, bên em đã cho thợ để làm lại, không biết là côn có giữ được hay không, em không quan tâm lắm. Nhưng tất cả những đôi loa này đang hoạt động và nó là quá hoàn hảo cho bác luôn. Sử dụng toàn bộ, thực sự nó quá rất là hay luôn. Đối với những đôi loa ngày hôm nay mình đã thanh lý cho các bác, nó chỉ đáng giá bằng một đôi loa Việt Nam, rẻ hơn đôi loa Việt Nam. Nhưng em khẳng định các bác, chất âm nó ăn đứt những đôi loa trên thị trường hiện tại bây giờ bán hơn 2 triệu. Đấy, rất là hay các bác nhá. Những đôi loa thanh lý bên em bán rất hay. Với những đôi loa Pororio nguyên bản bên em hiện tại đang bán với cái giá đó là 3 triệu đồng cho một cặp. 3 triệu đồng cho một cặp. Nhưng ngày hôm nay với những một đôi loa như thế này, bên em chỉ bán cho các bác với một giá là chỉ là 1.600.000 đồng. Chỉ có 1.600.000 đồng các bác đã có ngay một đôi loa Rayon. Một đôi loa Rayon có thể nói là quá là tốt như thế này. Và những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta đặt hàng, cũng như là có một đôi loa chất lượng đẹp, thương hiệu đẳng cấp, sánh ngang với những gọi là những đôi loa mà chúng ta đi mua trên thị trường của những dòng thương hiệu khác. Đấy, với những đôi loa này, cái tim của nó đó là những chiếc tép, là chiếc tép gọi là cho là quá là mềm luôn và hay, và dẻo luôn cho các bác. Thì những chiếc tép này vẫn đang còn giữ được linh hồn của nó, vẫn đang còn zin hết 100%. Thì phần tần, tất cả mọi thứ, thùng vách đẹp, thì những đôi loa này nó đang thể hiện sự đẳng cấp. Với những đôi loa này thực sự cái tép của nó các bác mua rất là khó, cho nên bên em rất là quý trọng những cái tép này. Thì đôi loa tình trạng là như trên, em đã thông báo các bác. Đấy, đôi loa đang rất rất là đẹp. Những bác nào đang có nhu cầu để sở hữu cho một đôi loa đẹp như thế này và giá rẻ như vậy thì cũng liên hệ ngay với cửa hàng bên em để chúng ta đặt hàng các bác nhá. Giá quá là rẻ luôn, nó chỉ là 1.600.000 đồng. Giá này là giá từ cửa hàng các bác nhá. Thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ cửa hàng bên em để đặt hàng các bác ạ. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại. Các bác vui lòng, nếu muốn xem nội thất của dòng loa này, em sẽ để một cái đường link ở phía mô tả cũng như là phía bình luận. Thì các bác vui lòng ấn vào cái đường link đó để chúng ta xem cái phần video nội thất của dòng loa này các bác nhé. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ạ.